ở bên cái nhà thờ mà ở trong trong nhà em đứa đối diện thì em đứa có cái ao nó ngày xưa vui người chết đuối nè ông nội nào mà chết đuối luôn á. Ông nội là ông Hà. Đoạn bù chia đó cũng có người bị mà hợp duyên hợp số đến đứa là người ta rủ đi cùng nhau núi kinh là đến đứa mà là cái hồn ma đứa dẫn đi á mà năm nay chết chị hơi bị nhiều đấy mấy mấy vụ năm nay chết chị nhiều nhờ đợt Tết năm ngoái cái vụ ở đoạn nhà Hải Thuần đấy nhở cũng là con bé hay là đấy. Thằng cu học lớp 12 đứa con bé người chờ đến cuốn đi nữa ở trên tệ người chĩa lại rồi để tao đánh mì ấy đi ra mượn rồi mượn để mới đi đánh nhau với hắn à? Biết cả tay. Hồi cái lúc mà cắm hoa là mới có rổ đi trừ là đóng luôn cả đống bình. Thank you.
chứ còn hai cái cuôn tên là tính anh chảy. À dưa. À bố ơi con vào đây. Nghe bố chắc là ra đi ngoài tới cấp cứu không được. Tin thì mình tự biết chưa, mình tự đến là đốn cuôn đốn tai, mình ta viền như là cuôn áo tối chỗ đó mình ta. Sao mình đường mộ đi mình gái ra ra Hà Nội nó cho ăn gần. Chắc là loại xấu. Kim ăn chim ở tận Thanh Hóa đi. Mà mấy ông cứ thích đẹp nhỉ. Bọn nó chờ bị xui một gà hết. Lắm. Khi đưa chờ bố cứ thấy người người đi mua một con nút là y như rằng bị nút đến lên lưng như người với tay này này. Nó kinh dữ. Thì đi không quay TikTok hay ai dùng cái gì đâu. Em tưởng là xui màu gà là chỉ bị ở chỗ rồi mình lẩu. Lẩu rồi xui màu gà rồi cái bệnh gì đó là xui màu gà thì là chỉ có bệnh đến cứ mà thôi. Răng còn khi răng mai cũng dưới rồi. Thật ra là em còn chưa thấy bữa luôn đấy. Ở trên hình ảnh cũng chưa thấy bữa, chị thấy cái là bọn mà có nút có lưng ở nút ở trên là tay này, ở phía ở lưng là cái bọn nó đó là bị bệnh bị nấm bị nó hết rồi, bị bệnh hết rồi. Yeah. Bác sĩ người ta nói rồi. Ông này chắc. Đừng có hay là cái bệnh mà bị bệnh nấm á, nấm á là chỉ cần mình giặt chung quần áo rồi nó lây qua quần áo. Nhưng mà sao lại không lây từ mẹ sang con? Yêu cái chạy làm bưu điện cùng với bọn em ngày trước mà chờ đang làm ở bưu điện huyện này. Em nói với chạy nha, trên đầu này, xong rồi rìa mang tai này, xong rồi người này, xong rồi chân tay này. Nên là dù mùa hè hay mùa đông chạy nó cũng cứ mặc bộ quần áo vải kín này. Mà em nói với chạy ngồi gần chạy nó hôi lắm, kiểu như hắn tiết ra cái mùi dầu ngô cực mà. Đầu thì hắn ấy bị một ít ở chỗ đây thôi, nhưng mà hắn cứ tảng ở dư. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này. Chứ chim là xong rồi. Xong rồi chạy nó bị